Hé, hé, hé luôn anh em. Lại là mình đây anh em ư. Hồi hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai mà anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Hôm nay mình có một số phôi giá sinh viên anh em à. Cây mini để bàn luôn cũng có nữa. Đấy. Thì anh em cũng biết là kênh của mình là đang xem cảnh. Mình đoán phôi mai rừng Bình Thuận nha. Mình lên một lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mời anh em sắp xếp thời gian lên xe đón xem, ủng hộ anh em đi rừng luôn. Đây, anh em nè. Phôi nè anh em nè. Đấy, ở trong hôm nay thì có một số phôi đã lên mầm, đã kéo nhựa rồi nha anh em nha. Anh em thích những cây mà lên mầm thì anh em ở lại coi nha anh em nha. Này, những cây này thì đã đi đợt 2 rồi anh em à. Đấy. Thì phôi ở trong vườn của ông anh Vinh anh trồng cũng được nè. Trồng lên rất là đẹp nha anh em nha. Anh em cố gắng trồng. Rất là đẹp nha. Mấy cây mini để bàn nè. Có mấy cây này khỏi cần trồng rồi anh làm biến á, tự nhiên nó lên luôn à. Hơn lại luôn cậu. Đây nè. Đấy, số phôi nè. Anh em cứ làm trồng theo cách của mình á, hiệu quả lắm anh em ơi. Mình trồng thì khá nhiều, anh em cũng biết vườn vườn mình rồi. Khá nhiều lắm. Cho nên anh em cứ mạnh dạn đầu tư làm. Đây là cái phôi đầu tiên nè anh em nè. Phôi này sẽ giao cho anh Cháy nói chuyện với anh em nha. Anh Cháy nói gì cho anh em nghe anh Cháy. Rồi, hello mấy anh em. Hôm nay cũng tiếp tục như mọi ngày, nhưng mấy anh em cũng câu nói đó, cũng tiếp tục lên clip làm phôi mai rừng Bình Thuận nha mấy anh em. Hôm nay anh em đi rừng có về có một số phôi mini đẹp để bàn đó. Nói chung với số anh em đi rừng cũng có gọi là cảm ơn đến mấy anh em mấy bữa giờ chốt nhiệt tình, chốt hết mình đó. Hôm nay mấy anh em vô nè, cái clip này có những cái cây đẹp lắm, mấy anh em cái mua về mình có cây mua thêm. À, Tết là cái cây mai này nó rất là giá trị mấy anh em. Đó mình mua vào Tết mai để nó nở đầy nhà, xong bắt đầu mình dắt vợ dắt con tới chụp những tấm hình để lưu niệm, sau này về già mình đem cho anh coi chơi. Thiệt không? Thiệt. Ôi, anh em coi tranh thủ chốt rồi nha anh em nha. Đây là phôi đầu tiên nè anh em nè. Đấy, cái phôi này đế rất là đẹp nè. Chân đế từ đây nè, anh em thấy không? Rồi nó bắt lên này xong nó vịt xuống lại. Đó, nó ra chân vô đây. Cây đế đẹp quá. Vô đây mấy chân nữa nè. Quá VIP luôn anh em ha. Rễ nhiều, đế đẹp. Cây chi cũng đẹp luôn. Cây này nó sạch cây hết luôn anh em. Cây có này, một miếng thèo nhỏ thôi. Cây này mấy anh em về trồng trồng đôn lên sau này sống trong bao phết cho nó lồi xuống khúc dưới đây chút nữa. Đúng rồi ha. Rồi, mời mấy anh em xem thông số ơi. Hoành luôn mấy anh em. Trời lạnh luôn á. Hoành 25 mấy anh em. Cao 41. Bầu dài 45. Rồi giật mấy anh em ơi, chốt thôi. Chốt chưa anh? Chốt kèo. Rất tục anh em ơi, một phôi cụm, một cụm rừng anh em à. Một cụm rừng mini rất là đẹp, đế đẹp, dễ đẹp luôn. Cái này 7 thăng nha anh em nha. Anh Cháy nói về cái thế cây này anh Cháy. Thế cây này là nói chung là thắt kiếm mấy anh em à. Thắt kiếm cây rất đẹp. Rồi qua cái cây thắt kiếm này xong bắt đầu tụi em sẽ lên review một cây ngũ long công chúa cho mấy anh em xem. Đủ, được. Rồi. Mời mấy anh em xem thông số cây thắt kiếm nha. À, toàn là phim Hồng Kông không anh em à. Rồi quanh 36 mấy anh em. Toàn là nhân vật. Cao 34. Cây toàn liên quan tới nhân vật phim bầu Hồng Kông. Bầu dài 34 luôn mấy anh em ơi. Dứt. Đó. Rồi anh em ơi, anh Cháy ngủ lông. Rồi mấy anh em ơi, tiếp tục một như, ngôi ngủ như đã hứa chú. Như đã hứa nè, ừ, đế quá đã mấy anh em. Thằng rất đẹp nha. Nha, đứng vị trí là ok luôn, năm okay ba luôn, không có gì để bàn cãi nữa cây này nữa. Chì rất là đẹp, gọi là ngủ lông con chúa của anh Cháy á. Anh em nào mà mới có con trai chưa có con gái thì mua cây này về là có con gái nhanh luôn. Rồi, vành anh Cháy. Mấy anh em xin vành đây. Điện thoại anh Cháy gieo anh em ơi. Giờ bạn Hoành gọi 43. Giờ bạn gọi. Cao 30. Bầu dài 34. Rồi giật mấy anh em ơi. Chốt. Giật. Nghe chị. Lô. Giờ xuống nó ấy. Tiếp tục anh em ơi. Một hồi nữa nè. Đế rất là đẹp nha anh em nha. Đến nơm. Xin lỗi nha anh em. Nãy anh Cháy bị cắn máy anh em ạ. Rồi một cây tam tài nha anh em nha. Ba thăng. Rất là ok. Đế thì đẹp. Cây sạch, cây không tì vết luôn anh em à. Anh em coi yêu thích cây này thì liên hệ mình hoặc liên hệ anh Cháy nha. Oanh à, phải mình A cầm chống con nha mấy anh em. Facebook của anh Cháy là A cầm chống con mà. Mời mấy anh em xem bạn ơi. Đọc rồi có tên Facebook đó luôn. 35. Đó giờ mới biết Facebook của anh Đặng Cháy không nhờ.
cao 35 luôn, bầu dài 35 luôn cái hử, rồi bầu 35 luôn, đủ quá đã mấy anh em ơi. Cái hử đủ, thông số đẹp ạ. Rồi anh em ơi, tiếp tục một cây nữa, một cây a còng chấm cơm nữa nha. Cháy tính nhà anh biết a còng chấm cơm nữa. Trời trời, một cây đế rất là đẹp anh em ơi. Quay, đề nghị anh Vinh mua bàn xoay. Bàn xoay như này. À, đế rất là đẹp nha. Cái bàn quay tao về quay. Đế nè, chì rất là đẹp nha. Quay, cây sạch hết luôn. Mời mấy anh em xem bàn đây. Cây đế không anh em? Bàn quay đau khổ. Bởi vì con đông chi. Vành 32 mấy anh em. Có hai cọng dễ bấm xuống. Cao 35. Bầu dài 39. Dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi một cuốc đế đẹp nữa anh em ạ. Rễ đế rất là nhiều nha anh em nha. Cây khá ok. Cây một cuốc này, chi rất là đẹp luôn. Chi dốc ngọn anh em thấy không? Chi tả hữu rất là đẹp. Cây lên ngựa hết rồi anh em ơi. Cây này mà không dứt, dứt cây nào nữa anh cháy. Để mấy anh em xem clip thông cảm nha, kệ hư mỗi mắt thông cảm, do cái đôn này á, cái cây lên nó lắc lắc y như vũ công mà mấy anh em. Vũ công. Vành 27 mấy anh em. Cao 52. Bầu dài 36, dứt mấy anh em ơi. Chốt. Anh em tiếp tục anh em nào, một phôi chật lắc rất là đẹp nữa, đế quá vững. Để đế thì quá vững luôn nè. Cây sạch luôn. Cây mini để bàn thôi mà chực lắc rất là đẹp, chi đẹp luôn nè. Đấy, quanh luôn anh cháy. Mời mấy anh em xem quanh. Đồ tự cái này về thu lại lại để gọn trên bàn luôn. Đúng rồi, vô cái chậu cỡ bùm tay thôi. Mời mấy anh em xem quanh đi. Đồ cây này để bàn nhất luôn. Để trên bàn làm việc của tổng giám đốc cũng được. Quanh 22. Cây này thu lại đẹp đó ha. Đẹp. Dắt duyên dáng. Cao 38. Dắt duyên dáng nha anh em. Bầu dài 30, dứt mấy anh em ơi. Chốt. Rồi tiếp tục anh em à, một phôi chực nữa nha anh em nha. Cây đế tạm được nè. Họ có dễ bấm xuống nè. Cây tạm được. Cây này chực lắc nhẹ nha anh em nha. Nó có lắc nha anh em nha. Cây sạch hết luôn anh em. Bốn chi. Rồi anh em yêu thích cái này liên hệ mình nha. Hoành luôn đấy. Mời mấy anh em xem hoành. Cây được anh em, cây sạch hết luôn. Liền bệ luôn. Hoành 34. Cao 48. Bầu dài 38. Dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em một phôi chật nữa anh em ơi. Một cây đế tạm được nha anh em nha. Đấy, đế tạm được mini đế bàn. Cây sạch luôn anh em. Anh em thấy không? Cây sạch không một tì vết luôn á. Đúng rồi. Hoành lên anh thấy không? Mời mấy anh em xem hoành đây. Cây quá đạt anh em à. Cây mini mà vậy là được rồi đó. Cây gì là mini gì là quá ngon. Hoành 21 mấy anh em à. Ồ, hoành to thế. Nãy cho lộn thêm số không. Cao 37. Bầu dài 28. Dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nữa nè. Một phôi đế tạm được nè anh em ha. Đó, đế tạm được. Cây này ok đấy. Cây cốt ok nè anh em. Chi đẹp. Cây liền bể hết luôn. Cây sạch một không một tì vết luôn anh em à. Hoành lên cháy không? Rồi, mời mấy anh em xem vành đi. Đồ cây chi được á, chi đẹp á. Vành 34 mấy anh em. Cao 43. Cao 39. Bầu dài 36, dứt mấy anh em ơi. Chốt kèo thôi mấy anh em ơi. Tục anh em là một phôi đế quái nè anh em thấy không? Đế nè. Chân bấm xuống rồi. Đây nè. Chân nè, cái dấu chân. Dấu chân trần. Cây con miếng thiệu cho đây nè, chi đẹp luôn, chi quá đẹp, đế quá đẹp. Rồi, hoành lên thấy không? Cây được đấy. Mời mấy anh em xem hoành đi. Đẹp quá, chừng đẹp, bấm xuống. Hoành 26 mấy anh em. Có dễ đâu đó. Cao 47. Bầu dài 35, dứt mấy anh em ơi, chốt cây đá mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, một hồi đế đẹp nữa anh em nha. Cây đế rất là viết luôn anh em. Dễ nè. Đế bao phê. Cây chi chi được, cốt cũng tạm được anh em nha. Đấy, hoành đây anh cháy ơi. Rồi, mời mấy anh em xem hoành đây. Hãy bữa nay cây sạch cây đẹp không chứ bộ. Đều hoành hư khiêm tốn thôi chứ còn cây đẹp không á. Thì không? Hoành 27 mấy anh em. Giá sinh viên siêu tầm. Cao 42.
bầu dài 31, anh em nào mua tặng em vợ, chị vợ mua clip cây đây nè, giá nhân duyên. Tiếp tục anh em một phôi đế đẹp nữa nè. Ui đế được anh em ạ. Đế ok nha anh em nha. Cây hai chi. Hai chi lượng nè. Đấy. Hai thăng. Cây có miếng thèo đây nè anh em nè. Hai thăng còn chi đó, cả lẹn nữa kêu hai chi không? Thằng nhiêu đó cây cũng đang lên giữa gạt mấy anh em không ơi. Vành. Mời mấy anh em xem vành. Cây chi đẹp anh em ạ. Đế nè. Ok đấy. Vành 28 mấy anh em. Cây ngon ạ. Cao 41. Bầu dài 37, giấc mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em một hồi đế ok nữa. Rễ ok. Hãy bụp chỗ đây có co gắt anh em. Này, chừng đế nè. U, chỗ này có co. Cái đế này có co đẹp quá anh em ơi. Cây hai cốt, à một cốt hai chi nha anh em nha, thoát thăng được một gan. Chi quá ok đấy anh em à. Hai. Cái gì? Tao ba quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Đọc thiệt chứ. Quanh 31 đó, ba mà. Cao 63. Ba luôn. Bầu dài 43. Ba luôn. Dứt luôn mấy anh em ư. Tiếp tục anh em, một cây đế được nữa nè. Dễ nhiều đế được nha anh em nha. Đấy. Ù dễ quá nhiều luôn anh em ư. Cây chơi ơi. Ui ôi mầm đẹp quá anh em ơi. Cây có miếng thẹo đây nè. Năm chi nha anh em nha. Được. Ngủ ngủ quỷ anh em. Hồi nãy ngủ lông con chúa, bây giờ năm chi là ngủ quỷ anh em à. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 27. Cao 38. Bầu dài 34. Dứt mấy anh em ơi, chốt đi. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế rất là đẹp nữa nè. Đấy. Đế quá phê nha anh em nha. Cây một cốt, cây có miếng thèo lúa nè. Trời ơi, mầm bắn rồi anh em ơi, mini đế bàn anh em ơi. Chốt. Chốt đi mấy anh em. Mời mấy anh em xem hoành đi. Hoành 20 mấy anh em. Mấy anh em đừng có nghi lộn 200 nha. Cao 35. Hoành 200 á. Bầu dài 30, dứt mấy anh em ơi. Chốt kìa. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế rất là đẹp nữa nè. Ui, đế quá ok nha anh em nha. Cây có miếng thèo đây nè. Đó, đây miếng thèo nữa. Cho đây miếng thèo nữa nha anh em nha. Cho đây có miếng thèo nữa. Như đây nó âm xuống dưới đây luôn anh em. Lỗ này nè. Đó, mình chế nước ở dưới, đến đây là dưới kia nó chảy nha. Cây lên nhựa anh em à. Cây khá đẹp luôn. Quanh nó cháy ơi. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 40 mấy anh em. Cao 38. Xuyên bay ra nè mấy anh em nè. 44. Bầu dài 52. Dứt đi mấy anh em ơi. Chốt. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một khôi nữa nè anh em ơi. Một khôi đế được nè anh em à. Đấy, đế tạm được nha anh em nha. Cây được đấy. Cây một cốt. Cây có miếng thèo đây anh em à. Đây một miếng thèo nữa. Cây này thì đã lên mầm hết rồi anh em ơi. Chỉ về trồng mồi ghép hoặc để dinh chơi thôi. Đấy, cây khá ok rồi anh em à. Cây vàng chi nè, mịn đẹp không? Quá đẹp luôn. Vành luôn anh cháy ơi. Mời mấy anh em xem vành đây. Cây khá đẹp. Mầm nó lên rồi. Anh ta quý là anh ta bắt. Anh ta tông chờ quá. Vành 35. Anh biểu vay cây xong đi không? Mắt đi vào vay cây quên. Cao 43. Bầu dài 38. Dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa nè. Cái này đế tạm được nè. Đấy. Cây một cốt nha anh em nha. Cây chi được ạ. Ồ, lên bộ lá cũng đẹp quá anh em ạ. Cây xịt mầm hết rồi. Nó đang nù nù lên quá trời luôn. Hoành luôn anh cháy ơi. Rồi, mời mấy anh em. Cây này đây. Chật nha anh em nha. Chật hơi xiên tí thôi. Được ạ. Hoành 29. Cao 44. Bầu anh trái. Bầu dài 33. Dứt mấy anh em ơi. Dứt anh trái. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nữa nè. Một phôi cốt được nè. Đế cũng tạm được nha anh em nha. Đấy dễ đế tạm được nè. Cây này thì có một cái lũ trong đây nha anh em nha. Cây vàng chi đã lên mầm hết rồi anh em à. Về trồng chơi thôi anh em. Mầm lên nè. Cây khá đẹp. Vàng cốt. Được. Lực. Quanh. Mời mấy anh em xem vành đây. Dốt rồi nè. Ok đó anh em à. Quanh 35 mấy anh em à. Nhanh. Anh cái chuẩn bị đi chợ mua cá anh em à.
cao 49, cá nục nấu lá me, bầu dài 40, chốt quay mấy. Rồi anh em tiếp tục anh em, một thôi nữa, để được, chi được luôn anh em, để nè, để dễ quá nhiều luôn anh em, quá đã, quá ok luôn, chi đẹp luôn nha anh em nha, cây đẹp đấy, quá tuyệt vời, quá. Mời mấy anh em xem vào nè. Cắt chi này xuống thấp xuống nha anh em nha. Vành 31 mấy nha. Cây con chi thống đổ đẹp, cao anh chắc. Cao 27. Đổ. Con chi thống bây giờ là mấy anh em nè. 37. Bầu anh cháy. Bầu dài 28, dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em nè, một phôi cốt tạm được nha anh em nha. Để dễ cũng tạm được luôn. Cây có miếng thẹo này nè anh em nè. Cây được, chi cũng tạm được luôn. Vành luôn anh cháy ơi. Mời mấy anh em xem vành đây. Sao khô rồi ta. Vành 27 mấy anh em. Cao 32. Bầu bầu dài 36. Lấm mấy. Tiếp tục anh em nè, một phôi đế ok nữa nè. Đấy, đế ok nha anh em nha. Rồi cây một cốt. Cây có miếng thèo lúa đây nè, một cốt mà lên dàn chi mịn đẹp. Vành anh chị. Mời mấy anh em xem vành nha. Cây khá ok đấy anh em à. Rồi chốt anh em. Vành 34. Cao 32. Mùa tủ à. Mùa tủ đựng cây. Bầu dài 31, dứt mấy anh em ơi, chốt. Tiếp tục anh em nè, một phôi đế ok nữa. Đấy, đế nè. Đế ok nha anh em nha. Cây có miếng thiệu à. Đấy. Cây này lên nhựa luôn anh em ơi. Anh em cứ tranh thủ nha. Cây cốt tạm được thôi. Vành lên chứ. Rồi, mời mấy anh em xem vành. Cây nào mình cũng kêu khá đẹp, khép thành thói quen anh em à. Anh em cứ lên vô cây đẹp. Cây nào ổng kêu khá đẹp hết đấy. Mình 38 anh em à. Mà cây nào cũng đẹp thiệt chứ cây xấu đâu đem về đâu. Nhưng mà chuyện làm ăn phải nói gì chứ sao. Cao 27. Bầu dài 43, dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em, một phôi nữa nè. Một phôi đế rất là đẹp nữa nha anh em nha. Cây được đấy. Cây hai chi, hai thân anh em à. Được nha. Cây có mấy thèo lũ đây. Cây khá ok luôn anh em. Đẹp á, hoành đi anh trái ơi. Mời mấy anh em xem vành nè. Các bạn quay tự động á. Vành 25. Cao 35. Hao xăng chứ rồi. Bầu dài 30, dứt mấy anh em ơi, chốt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa. Một phôi đế nè, đây, đế ok nha. Cốt được. Cây đang lên mầm anh em à. Cây đẹp luôn anh em. Cây sạch không một miếng lũ bọng gì luôn nha anh em nha. Cây đẹp đấy. Cây này lên mầm rồi về chỉ trồng thôi anh em à. Vành lên trái. Cây này nó mới đám cưới tháng trước mấy anh em à. Thế nè. Mới đám cưới tháng trước. Tháng này có con nè thấy không? À. Ủa, có cây mai con nữa. Tặng cho anh em cây mai con nha. Thấy cái mai không? À mai mai. Mai. Mời mấy anh em xem vành. Có cây mai đó sau này nó vành 200 lần anh em à. Mà ngàn năm sau à. Vành 29. Cao 30. Bầu dài 30. Dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Một phôi nữa. Cây cốt cũng được anh em. Cây hai đế tạm đế được lực ạ. Cây chi cũng được nè anh em. Cây sạch cây hết luôn, không lũ bọng luôn nè. Vành luôn anh chắc. Mời mấy anh em xem vành này. Vành 28 luôn mấy anh em. 28 cao như anh chắc. Cao 45. Bầu dài 37, dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nữa. Cây lực nha anh em nha. Cây có miếng đèo lũ này nè. Bình chi nè, là dàn đế nè. Tạm được. Cây đang lên mầm rất là sung. Đấy, cây trên thân mấy cái miếng thân này có mấy miếng lũ lũ nha anh em nha. Mà chỗ nào cũng bục mặt mầm hết rồi anh em. Được. Quay. Mấy anh em có coi bộ kinh Như Lai Thằng Trưởng không? Bàn tay năm ngón của Phật Tổ nè, thấy không? À, trưởng quá anh. Như Lai Thằng Trưởng, chiêu đó cũng thất truyền cách mấy trăm năm nay mấy anh em. Bữa nay chuẩn bị tái xuất giang hồ. Tái xuất giang hồ. Đó nó bị dớt xuống núi. Dớt xuống núi nó lụm lại. Học bất kiếp vô công. Trời. Mời mấy anh em xem vào đây. Phim Hồng Kông một mẫu à. Vành 37. Một là dớt xuống núi, hai là dớt xuống động. Lên, không chết là lên lại võ công cao à. Chuyên gia là dớt xuống động, dớt xuống động cao xong. Cao 37 với anh em. Xong gặp thầy dưới đó dạy. Bầu dài 45. Dứt. Dứt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi bầu dắt lại lạ nữa nha anh em nha. Dễ đế nè, ok nè anh em nè. Cây một cốt nha anh em. Cây bộ chim mình. Trời ơi lá nó lên cỏ anh em. Cây lá ok nha. Cây có miếng thẹo này nè. Chi gì được. Mình luôn. Hoành luôn anh cháy ơi. Mời mấy anh em xem hoành.
Vành 33 mấy anh em. Cao 45. Bầu dài 42, dứt mấy anh em ơi. Chú tục anh em à, một phôi lá rất là đẹp nữa nè. Để không tạm được nha anh em nha. Đấy chứ, cây này đầu to đít teo rồi anh em à. Thôi chơi ông chơi lá cũng được anh em à. Đây có miếng thèo lũ đây nè. Trời ơi, chi thì bao đẹp. Lên đang lên mầm rất là đẹp nha anh em nha. Anh em xem thích không? Dứt. Rồi cây này nó dạ, đổ bầm mấy anh em à. Ở dưới nè, quạnh dưới nè. Quạnh dưới dạ. 22. Quạnh trên nè mấy anh em. Dạ. Dạ. Quạnh trên 33. Cây lên chật nó chiên dạ, dạ. Nên mấy anh em. Anh gọi cái cao số 48 ở trên màn hình giúp em nha. Bầu dài 37 dạ, dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa nè anh em nè. Một cây đế rất là ok nữa nè. Đấy, đế nè. Trời, chẳng thôi anh. Rồi, trên thang. Cái bàn quay mẹ. Không mấy miếng lũa nè. Qua tới cái tua nó chạy nhanh. Không mấy miếng lũa trên thang nha. Cây thì nó lên mầm hết rồi. Có riêng chi này thì nó chưa lên anh em à. Vậy anh em tác động cho nó lên nha anh em nha. Cây quắn tư bình thường nha. Tư bình thường nè. Nhưng mà nó chưa lên anh em nó tác động hoặc ghét đông. Nha anh em. Cái chi đó đang ngủ đông mấy anh em. Cây này cũng lực đó chứ. Rồi vành luôn anh chết. Rồi mấy anh em xin vành đi. Lá nhỏ cành nhặt anh em à. Nhặt lắm. Vành 45. Còn xăng. Cao 33. Bò anh trái ơi. Bầu dài 45 luôn mấy anh em ơi. Dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em. Một phôi nữa. Một phôi rất là lực nữa nha. Đế lực mà. Thì khá lực luôn anh em à. Cây này trên thân có mấy miếng lũa nè. Đây miếng lũa nè. Này miếng lũa nè, đó miếng lũa nè, cái này tục bắt mầm hết đều hết luôn nha anh em nha, rồi vành luôn anh cháy, cái này cây cuối cùng anh em à, cây một cốt nha, bộ tay chân rất là đẹp, vành 40 mấy anh em à, cao 39, tổng ngang dàn chi 45, bầu dài 47, rồi dứt giùm mấy anh em ơi, lượm mấy, rồi cảm ơn anh em theo dõi mấy anh em dứt luôn á. Chúc anh em buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em anh chào. Chào tạm biệt mấy anh em nha. Rồi anh em coi mua về trồng dứt nha anh em nha. Đấy, có những cây này nè, mình trồng được năm thôi mà bây giờ nó đang chuẩn bị bật nụ đỏ anh em ơi. Hôm bữa mình có bán lô bên đây nè, còn mấy cây nè, anh em yêu thích thì liên hệ mình dứt tiếp nha anh em nha. Vô đây bữa mình bán 20 cây còn lại nè. Ok anh em nha, tạm biệt anh em. Chúc anh em buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em nha. Dứt đi anh em ơi. Vườn đẹp không anh em? Vườn cây lực lực không anh em? Này rừng không anh em? Cây đây đẹp, một cốt. Quá lực luôn anh em ơi. Chốt nha anh em nha, tạm biệt anh em.